chú với ba em á. Hai ba con nuôi với ba buộc. Sao mày bị lóc không? Đúng rồi. Đi hả? Đi sáng đẹp không? Ông cái màu sen với màu đầu đầm là có ý nghĩa đúng không? Nhưng mà cũng sen rất là ý nghĩa nha. Đúng rồi. Màu sen là thiếu. Em thích bông sen là thứ nhất là tượng trưng cho Phật pháp. Thứ hai là vì nó là màu. Đúng không? Ừ. Đây, hoa chủ đạo hôm nay trong bàn thờ lễ cũng là màu hoa sen này. Thấy không? Hai chậu hoa sen hai bên. Xin ba xe này, ta bỏ. Em đem nỗi buồn giấu sau bờ mi, em vẫn mỉm cười dù có ra làm sao. Em đem giấc mơ. Có gì đó rồi có luôn. Ba. Ê, trời ơi. Đó. Quay đó lên đèn. Quay rồi lên đèn. Dạ. Quay thì phải lên đèn. Mở coi ra nha. Dạ. Rồi nó sáng không? Sáng mà. Thôi được rồi, đang đấy là sao ấy xong con. Xong rồi. Vương quốc ánh sáng. Ô, đây là cung bể sáng để sau khi có làm đẹp. Là bị tay bị chói đẹp không? Em đem giấc mộng kể cho làn mây, chẳng biết mây có nghe sao hững hờ bay. Vô tư hay bất cần vẫn là độc thân, không phải em khó gần, thực chất chẳng còn niềm tin. Duyên ở đêm nhiều chẳng biết duyên phận hay vô duyên, chỉ biết một điều tình đẹp là tình trong mơ. Và rồi em cứ thế làm môi tôi làm khó.